đầu đời nó còn chân anh mang giày, anh không quan tâm ban đêm hay ban ngày. Giang hồ thích chơi dao chơi kéo, còn anh chỉ thích cầm cây phang mày. Gọi anh thái cực nhọc, mày khoái giật tiền làm anh thái bực dọc. Là anh thái cực quyền cho mày phải tật nguyền. Anh mà mày tá lì xá là hế là mấy em gái nhiều người mày đi rồi còn kéo theo. Anh ra giang hồ cho để anh héo queo. Anh không giỏi bệnh ít không thích a vua. Anh mà uống không nổi là anh qua tua.